Dạ, chị Nguyễn mến chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Hôm nay chị Nguyễn lại tiếp tục review và gửi đến quý anh chị mình một căn nhà nằm ở trên đường Trần Thị Non, cách đường Hương Lộ 11 đồ Nguyễn Tấn tầm khoảng là chỉ có khoảng 1 cây rưỡi số thôi nha quý anh chị. Thì ngay cái trường học tiểu học Hương Long, với ngay ủy ban Hương Long có cái đường đan, đường nhựa chứ, đường nhựa năm nị, mình chạy vô khoảng 1 cây rưỡi số nữa là tới ngôi nhà của mình. Thì từ ngôi nhà của mình, mình di chuyển về các quận huyện như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình thì mình đi tầm khoảng 20 đến 25 phút thôi nha quý anh chị. Thì ở đây mình cách chợ Long Thượng thì chỉ có khoảng là 300 mét thôi. Mình đi chợ Bình Chánh thì tầm khoảng 5 phút, mình đi xe máy quá là tuyệt vời. Thì đường vào nhà của mình là đường bê tông rộng khoảng 4 đến 5 mét nha quý anh chị. Xe ô tô, xe tải mình có thể di chuyển vào tới ngôi nhà mình. Đường của mình là đường thông hai hướng nha. Thì với cái mẫu nhà của mình là mẫu nhà cấp 4 với diện tích là ngang 5 mét, dài tận vô 20 mét luôn nha quý anh chị. Thì ngôi nhà của mình là có thiết kế là hai phòng, có sân trước và sân sau rất là thông thoáng luôn. Nhà mình là có cái hướng đông nam, rất thích hợp cho gia đình nào đang cần tìm nhà hướng đông nam để mình mua ở hoặc là mình mua đầu tư nha quý anh chị. Thì với căn nhà này thì anh chủ đang kẹt tiền ngân hàng nên ảnh gửi lại với một mức giá bán rất là mềm luôn. Thì ảnh bán với mức giá đúng 1 tỷ 450 triệu thôi để gửi đến quý anh chị mình sổ hồng riêng. Thì hiện tại là ảnh đã quay ngân hàng bên ngân hàng hết 1 tỷ rồi nên ảnh đang kẹt tiền ngân hàng nên ảnh cần ra gấp cái căn nhà này. Nếu mà ảnh có nói với em là nếu quý anh chị mình muốn lấy hết toàn bộ nội thất trong khu trong nhà thì ảnh chỉ để lại với một mức giá chỉ có 1 tỷ rưỡi thôi đó. Nếu quý anh chị mình không lấy nội thất thì ảnh để lại một mức giá là 1 tỷ 450 triệu nha quý anh chị. Thì cái phần ở ngoài sân này á thì cũng được ảnh có trang bị cho mình là hàng sắt lên và che cho mình một mái che tiền chế ra ngoài, che nắng che mưa nó rất là mát cho không khí ở trong nhà luôn. Ở phía này thì ảnh có làm hai trụ cột này quý anh chị, khá là to đó, rất là sang luôn nha. Thì ngôi nhà của mình là được hai lớp cửa nha quý anh chị. Lớp cửa đầu tiên là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Ở phía sân ngoài này thì rất là rộng nè quý anh chị đó, ảnh có để một hai chiếc xe máy rồi nhưng mà vẫn còn rộng luôn, quá là tuyệt vời với căn nhà của mình. Diện tích là ngang 5 mét, dài vô tận 20 mét. Dân cư ở rất là đông đúc và sầm uất luôn. Mình di chuyển về các quận huyện cũng rất là tiện lợi nữa, đường xe ô tô, xe tải tới nhà. Đó, quá tuyệt vời. Thì ở đây là mấy cái mặt diện ngoài. Mặt diện ngoài thì cũng được ốp lát lên tặng lên trên. Thì ngôi nhà của mình đã có số nhà rồi nha quý anh chị, thuộc là ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Với số nhà là 917 luôn, quá là đẹp luôn rồi quý anh chị ơi. Thì trong đây là không gian phòng khách nha quý anh chị. Đây là không gian phòng khách của ngôi nhà mình đó. Thì với ngôi nhà thì rất là rộng rãi luôn, ngang 5 mét mà, như quý anh chị thì cũng đã biết rồi đó, ngang 5 mét là rất là rộng rãi nha đó. Thì đây là không gian phòng khách, ảnh có để cho mình một cái bộ bàn ghế gỗ này rất là to luôn nha quý anh chị đó. Thì anh chủ nhà có nói là nếu mà quý anh chị mình xuống thương lượng giá cả được 1 tỷ 500 triệu chốt thì ảnh chỉ dọn vali, dọn quần áo đi thôi, còn toàn bộ nồi bát là anh sẽ để lại toàn bộ hết cho cô chú anh chị mình luôn. 22 cái máy lạnh và một cái tủ lạnh, thêm bộ hoàng ghế gỗ nữa, nó toàn bộ nồi thắt luôn nha quý anh chị. Với kệ tivi đồ là anh để lại hết luôn nha, là toàn bộ là anh để lại hết, anh chỉ dắt vali đi thôi, với mức giá là đúng 1 tỷ 500 triệu. Nếu quý anh chị mình không có đồ nội thất rồi thì quý anh chị mình có thể thanh toán cho ảnh là 1 tỷ 450 triệu thì ảnh giao nhà trống nha. Thì ở phía tường á quý anh chị, phía tường thì cũng được ốp lát lên tặng khoảng 1m2 nè, rất là sạch sẽ luôn. Phía trong nhà của mình là có cái tông màu xanh, rất là thoải mái cho ngôi nhà mình luôn. Thì đây là cái phòng đầu tiên nè, phòng đầu tiên thì có bé đang ngủ nè, cô chú anh chị mình thông cảm. Thì cái video này của Trường Nguyễn quay á, có thiếu sót gì cũng mong cô chú anh chị mình thông cảm bỏ qua cho Trường Nguyễn nha. Thì cô chú anh chị mình xem đến đây, đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Thì đây là căn phòng thứ hai, khoảng có người đang ngủ á, nên cô chú anh chị mình có muốn xem thực tế thì cứ gọi ngay cho chị Nguyễn. Chị Nguyễn nghĩ á, với một mức giá này đúng 1 tỷ 500 triệu mà tặng full hết nội thất cho gia đình mình mà chỉ có 1 tỷ 500 triệu thôi, sổ hồng riêng với diện tích là ngang 5 mét, dài tặng 20 mét luôn, ngân hàng đã cho quay tới 1 tỷ rồi nha quý anh chị, không có căn thứ hai để gửi đến quý anh chị mình. Thì đây là cái không gian bếp, không gian bếp thì cũng rất là rộng đó. Ở đây thì cũng cả có sẵn tủ bếp này quý anh chị, có cái kệ bếp rồi nè, kệ của mình là kệ đá ba cương nha đó. Ở đây thì không gian nhà vệ sinh thì được lắp đặt ở cuối nhà. Thì nhà thì có người ở nên chị Nguyễn chỉ quay sơ cho quý anh chị mình xem thôi nha. Thì nếu quý anh chị mình muốn xem thực tế thì chị Nguyễn mời quý anh chị mình xuống khu vực này mình khảo sát thực tế dân cư ở có đông đúc hay không, đường xá có thuận tiện cho mình đi lại không nha quý anh chị. Tại đây là phía sân sau ngoài này thì rất là thông thoáng nha quý anh chị đó. Sân sau thì được chị anh chủ nhà
ảnh cũng làm sắt ben rào được rồi. Ở phía đó có cái cửa đó quý anh chị. Ở đây là một cái khu nhà vườn của anh ta nha. Đó, ở đây thì mình bước ra khu nhà đất vườn của anh ta nên lấy gió từ ngoài vào á, cũng rất là thoáng luôn. Thì nếu mà quý anh chị mình thấy căn nhà này hợp với mình, vừa túi tiền với mình, thì cô chú anh chị mình có thể gọi ngay cho Trùy Nguyễn qua số điện thoại chị Nguyễn có để trên màn hình. Thì xuống chị Nguyễn sẽ hướng dẫn vị trí nè, và hướng dẫn vị trí cho cô chú anh chị mình đi chính xác hơn. Nếu mà quý anh chị mình muốn biết chính xác vị trí thì cô chú anh chị mình có thể kết bạn Zalo với chị Nguyễn. Chị Nguyễn sẽ gửi thông tin chính xác và gửi vị trí chính xác cho cô chú anh chị mình xuống tham khảo thực tế luôn nha quý anh chị. Thì giờ chị Nguyễn cũng xin tóm tắt lại là ngôi nhà của mình nha. Thì ngôi nhà của mình được tọa lạc tại ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Thì ở đây mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình. Thì mình di chuyển mất tầm khoảng 20 đến 25 phút thôi. Đường xá thì rất là thuận tiện và thông thoáng luôn. Đường trước nhà là đường ô tô, rộng đường bê tông á quý anh chị, rộng khoảng 4 đến 5 mét, xe ô tô, xe tải mình có thể di chuyển tới nhà luôn. Và ngôi nhà của mình là cách chợ Bình Chánh, mình đi 5 phút xe máy nha quý anh chị, cách chợ Long Thượng thì chỉ có 300 mét thôi, quá là tuyệt vời. Ở đây mình đi trường học nè, cấp 1, cấp 2, Thế Giới Di Động, điện máy xanh, bách quá rồi đó quý anh chị. Tầm khoảng trong vòng bán kính chỉ có khoảng là 700 mét thôi, thì đã có đầy đủ tiện ích cho cô chú anh chị mình rồi. Nếu mà xem đến đây thì cô chú anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo, đều mất thời gian của cô chú anh chị mình đi xem nhà nha. Bên chị Nguyễn cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất chính chủ. Nếu quý anh chị nào đang cần bán nhà bán đất thì cứ liên hệ ngay cho chị Nguyễn sẽ xuống review để giúp quý anh chị mình bán mau hơn nha. Thì xem đến đây cô chú anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn nha. Giờ chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video lần sau.